Alo, Lâm đang đi ở quốc lộ 80, đi về hướng một cái quán ở đây, bò né mít tết, lẩu hải sản ở Tân Hiệp. Thì hôm nay Lâm sẽ cũng giới thiệu luôn. Ở đây cũng chỉ có một chỗ bán thôi. Ở đây thì sau khi tìm hiểu thì Lâm biết thêm là một quán bò né, một quán bò lụi và một cái quán bún bún cua truyền thống cũng rất là ngon, với một quán phở, nhưng mà phở thì bán buổi sáng thôi. Lâm vẫn chưa có dịp tin đó nữa, thì có dịp thì Lâm sẽ quay luôn để giới thiệu với mọi người. Thì đây là chỗ từ Lâm ở trọ tới chỗ đó thì nó khoảng như khoảng 400 m hoặc 500 m gì đó, hơn một tí. Thì ở đây là ở phía trước mặt đó là đây là quốc lộ 80. Tâm đi từ hướng Cần Thơ về Rạch Giá. Bữa đây tối nó rất là tối rồi. Và Lâm có để ý một đặc điểm ở đây là dọn đồ rất là sớm, nghĩa là khoảng 5 giờ 6 giờ thì những cái chợ người ta đã dọn hết rồi, không có còn nữa. Một còn số quán xá với một quán xá ở ngoài lộ thôi, chứ còn muốn mua thì thêm thì chắc phải vô siêu thị điện máy để mua thôi, chỗ điện máy xanh thôi. Còn lại thì đã đóng cửa nghỉ hết rồi. Ở phía trước đó là ở bên tay phải đó, là cái cầu sắt đi qua Kinzaro, còn bên tay trái là cái đây đây là chợ mới, chợ Sao Mai Tân Hiệp mới làm đây sau này. Còn qua đây thì chúng ta sẽ đi vào cái khu vực thị trấn Tân Hiệp, mà ở cái khu vực chợ cũ đó. Đây là cầu Tân Hiệp ở bên đây, bên đây là cầu sắt bắc qua kinh Zero nè. Khu vực này vẫn còn buôn bán các loại thức ăn ở hai bên đường nữa rồi. Đây đây là khu vực chợ cũ. Ở đây là các tiệm mới dọc đường thì vẫn còn mở thôi, còn ở trong chợ là đóng hết rồi. Đây là trung tâm của huyện Tân Hiệp. Ở đây là khi mà chúng ta đi thẳng qua đường này là còn gọi là kinh Đông Bình đó, thì chúng ta thể vào đền thờ của các vua Hùng. Ở đây là khu vực trung tâm thì nó có siêu thị điện máy nè, rồi ngân hàng, các dịch vụ cung cấp khác. Bệnh viện, trường học thì nó đều tập trung ở đây hết. Muốn mua gì thì chúng ta chạy ra đây thôi. Ở đây giờ này còn mở, còn ở trong chợ thì không có mở nữa. Cái ngân hàng mới thành lập ở đây,
như Nam Á Bank nè, cái đó là ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDV, ngân hàng nông nghiệp và ngoại thương công thương này nằm ở trên cái khu này. Chỉ có ngân hàng Sacombank thì nó nằm ở chứ chợ Kinh Tám thôi. Ở đây thì cũng ít ngân hàng, không có nhiều. Khu vực này thì có thêm một cái ngân hàng, đó là ngân hàng quân đội, nhưng mà của phần quân đội là MB quý vị. Còn đây là cái quán cà phê thì giờ này có mở cửa thôi. We Coffee. À, quên nữa, cái chủ đề của mình là đi xuống cái quán bò né bánh tết nè. Cái đi vô nè. Qua We Coffee tới Phương Đông quán. Quán cũng tương đối nhiều người. Đây. Cái đó là cung thiếu nhi đó quý vị. Đi một tí thì chúng ta sẽ nằm ở bên tay phải á. Có cái quán bò bít tết. Quán phở thì Lâm chưa có cài đây. Bò né bò bít tết ba ngon. Đây ghé nè. Ghê. Chỗ này hơi không có chỗ để một tí quý vị. Cho anh một bò né quanh lửa hồng đi. Nha. Quanh lửa hồng. Dạ. Đây là khu vực nấu các hải sản đó vậy. Là bảng giá của quán. Giá thì tương đối rẻ, giá cũng bình dân thôi. Ở đây Lâm sẽ chọn cái quán cái món bò né lửa hồng là mắc nhất, là 45.000, còn lại là né một chỉ 25.000, né hai là 35.000, né ba là né ba và né thịt đều 35.000 hết. Còn bít tết thì bít tết toàn da là bít tết đầy đủ là 50.000 thì giá cũng được, còn lại là từ 35.000 tới 40.000 thôi quý vị. Còn mì thì mì cay thập cẩm là 45.000, còn lại các loại bánh mì ở đây cũng tương đối đông người. Chúng ta đây khu vực quán thì cũng đông nha. Bữa nay Lâm là vô thì chắc cũng không có đông lắm. Hồi bữa đều full bàn, không có chỗ để ngồi. Đây là khu vực bàn. Đây chủ yếu là giới trẻ rồi. Lâm cũng thấy cái hay, các gia đình hay lại đây ăn. Các đây bàn. Lâm thích bàn cái này lắm tại vì nó vừa với cái chiều cao của mình. Không có quá cao mà cũng không có quá thấp. Đây các bạn mới vô. Ở
đây chờ hơi lâu một tí tại vì làm cũng không có được nhanh được, làm nhanh sẽ không có ngon được. Cảm ơn. Cái món đầu tiên mà mọi người sẽ được ấy đó là một cái ly Pepsi. Cái này là được phi. Dạ. Đây rất là đông. Mình đang chờ cái món của mình ra. Ồ, nhanh quá. Đây. Gói xúc xích rồi trứng, hai trứng rồi gì ta, bơ và cá hộp. Mình đang chờ cái khúc sau ra nè. Giờ cảm ơn. Đây. Quanh lửa hầm là như vậy đây. Không có thấy được ở dưới đây là cồn. Đó. Thấy không? Đây. Nhìn rất là hấp dẫn. Có nhiều phong cách của bên. Rồi. Để làm chịch cái đây xuống tí. Đây. Tương đối thích ăn ớt này. Cho thêm bớt. Bỏ đây là đã cắt miếng rồi luôn quý vị. Chứ không có để một miếng to giống như là có ăn ở Rạch Giá. Ở đây là cắt miếng ra rồi. Oh.
là 40.000. Chén bò thì thêm 20.000. Đùi gà thì thêm 15.000. Hàng của mình hết 45.000. Thôi đi gà đó. Cho anh gửi tiền. Ủa cái này là mình bán lâu chưa anh? À em bán được 3 năm. À. Ủa hồi đó là mình bán bò né luôn ha anh? Là từ từ hồi cha mẹ tới giờ? Có từ hồi em ra đây mới nhà. À. Rồi cảm ơn anh. Đây là ông chủ của quán. Giờ bữa nay anh thách. Rồi tạm biệt quán ba ngon, mình về nhà. Đây là kế cái cổng. Đối diện cung thiếu nhi nhà văn hóa thể thao của Tân Hiệp. Okay. Rồi ăn no rồi, là lại về thôi nè. Buổi tối ở đây thì chỉ có quán cà phê thôi, cũng không có được đi mua sắm gì. Dạo một vòng nữa thôi rồi về quý vị ạ. Oh, quên, ghé ngân hàng một cái, rút tiền. Ôi da. Rồi, xong. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ở một cái video clip gần nhất. Cảm ơn quý vị cũng đã ủng hộ kênh Lâm cũng từ hơn gần 2 năm nay.